Wow. Đấy thôi. Trời ơi, không nghĩ là nó nhỏ như vậy luôn á. UGI Pocket 2. Đây là gói combo nha. Có tất cả các phụ kiện ở trong đây luôn. Wow, cái này là nhân vật chính. Oh my god. Wow. Ôi, nó nhỏ xíu luôn. Đây. Oh my god. Cái màn hình nè. Xin chào mọi người đến với kênh Lê Quang Vlog. Và hiện giờ mình đang ở gần chỗ làm, gần cái chỗ mà nha khoa mỗi trước để lấy mất cái răng của mình. Hôm nay là một clip vlog, mình sẽ giới thiệu về cái này. Đây là một cái DJI Pocket 2 mình vừa mới mua. Đây, mọi người thấy không? Đây là một cái vỏ của nó. Cái này nó còn có tích hợp cả một cái mic như thế này nữa, thì lúc đó cái tiếng nó sẽ tốt hơn. Trước khi tắt máy thì mình sẽ giới thiệu luôn cả cái vỏ này á. Cái vỏ này là cái phần này là cái chân máy. Cái chân máy mình sẽ mở như thế này. Đó, là đây là cái chân máy ba chân. Đó. Mình sẽ nối vào được vào chân của này. Đó, rất là thuận tiện luôn. Mình sẽ lắp như thế này. Và bây giờ mình sẽ đi quay cho mọi người nhé. Ok, let's go. Bây giờ mình đang quay bằng cái con máy DJI Pocket 2. Mình quay bằng camera. Thực ra nó chỉ có một camera thôi. Đó. Mình chỉ bấm 3 nút là nó có thể xoay lên xoay xuống. Mọi người có thể xem như thế này nè. Đó, rất là nhanh luôn. Bấm 3 nút là nó có thể chuyển lại. Rất là nhanh. 2 nút chứ. Chỉ có 2 nút thôi là có thể chuyển nhanh như thế này. Ok, đó, mình tiếp tục, mình sẽ quay. Mình sẽ đi như thế này. Bây giờ là thời tiết là vào mùa đông. Hiện giờ mình đang xài cái mic ở trong cái gói combo. Không biết là cái tiếng nó có thực sự chất lượng hay không. Lát nữa về nhà thì mình mới có thể biết được. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi mua cái thẻ nhớ cho cái con này. Tại vì mình, đây là một cái máy này sử dụng bằng cái thẻ là thẻ SD. Thẻ này khá là nhỏ, dùng cho điện thoại là nhiều. Vì thế bây giờ mình sẽ đi mua cái thẻ SD và một cái cổng chuyển đổi. Tiện thể mình sẽ quay cái khung cảnh mà gọi là đầu mùa đông cho mọi người xem bằng cái con máy này luôn. Khung cảnh ở Hàn Quốc bây giờ là tầm khoảng 2 giờ trưa. Nắng khá là gọi là đẹp. Coi ở trên cái màn hình nhỏ này thì mình thấy màu sắc khá là đẹp, khá là ổn. Vì cái con này khá là nhỏ cho nên mình rất là không có bị ngại khi mà quay ở ngoài đường như thế này. Mọi người nhìn nó, nhìn mình cầm này giống như là kiểu mình đang cầm đồ chơi hơn là một cái camera chuyên dụng. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ bán thẻ nhớ. Đây, mình chỉ bấm 2 nút thôi là nó quay lại trước. Rất nhanh, thao tác rất là nhanh, rất là tiện dụng luôn. Chăm xăm đi đó. Mọi người có thể thấy là cầm mấy con này rất là tiện lợi. Lúc mà gọi là thanh toán tiền, mình cũng có thể cầm một tay để mà thanh toán tiền. Bên đây là trường đại học, khu cái hướng này đến trường đại học quốc gia Căng Nương. Đi thẳng thôi là tới rồi. Cái ống kính 20mm này nó có thể quay khá là rộng. Nó đến cái phần mà dưới ngực mình luôn.
đấy là mình chưa xài cái ống kính 15mm. Đây, mình sẽ ở đây mình sẽ test thử cho mọi người xem cái ống kính 15mm nó còn rộng như thế nào nữa. Được rồi, vì nó khá là nhỏ cho nên mình rất là gọi là thuận tiện trong cái việc mà cầm nắm. Mình chỉ cần lấy một tay thôi. Đây, đây là một cái case, cái vỏ. Mình sẽ lấy cái ống 15mm. Mọi người có thể nhìn cái ống 15mm nó được dán ở trong đây, nó được tích hợp bằng nam châm nha. Cho nên mình chỉ cần đặt nhẹ vào là nó dính cực kỳ chặt luôn. Đây, đây là ống kính 15mm. Bây giờ mình chỉ việc đặt vào trong máy. Đây, đây là cái tiêu chuẩn nhé. Khi mà mình đặt vào là nó rộng ra như thế này. Mình gỡ ra, đó là như thế này. Mình đặt vào khá là rộng luôn. Đây, bây giờ mình sẽ quay ở khung cảnh ở trước. Đó, đây là có sử dụng ống kính góc rộng nhé, cực kỳ rộng luôn. Gỡ ra nó chỉ như đây thôi, gắn vào đó. Do là cái ống kính này nó sử dụng bằng nam châm cho nên bạn chỉ việc đặt nhẹ một tí thôi là có thể dính ngay lập tức luôn mà không có cần phải điều chỉnh như là ống kính rồi mà mình mua cho cái con iPhone 6s. Thực ra cái đầu độc này mà mình tính đi về nhà thì mình mới chợt nhớ ra là mình đang ở gần cái siêu thị và mình muốn quay cho mọi người xem ở cái khung cảnh mà gần cái chỗ mà nơi mà mình hay đi mua đồ, cái nơi mà mình một tuần mình có thể đến đấy 2-3 lần. Và mình đang thật sự cũng có một cái sự lo lắng nhẹ bởi vì cái đồ độc thẻ nhớ này thì mình không biết là nó có đọc được cái thẻ này tốt hay không. Mình chỉ sợ là những cái file mà mình quay và mình đang nói như thế này lát nữa nó sẽ không đọc được thì mình sẽ coi như là không biết như thế nào luôn á. Nó mình sẽ phải mua một cái thẻ nhớ xịn hơn và giá của nó thì cũng sẽ khá là đắt đó. Mua cái máy này là mình tốn hơn 12 triệu đồng Việt Nam, là tầm khoảng giá của nó là 633.000 won. Thì đó, nó cũng tầm khoảng giá ở Việt Nam rồi đó. Ban đầu là mình muốn mua, tính là mua một cái máy, chỉ là máy không thôi thì nó cũng tầm khoảng 8 triệu mấy. Nhưng mà người yêu mình ủng hộ và có rất là nhiều cái gọi là, trời ơi, cái tiếng cái nhạc này nó khiến cho nhiều khi bị đánh bản quyền chết. Đến đây thôi, đến đây nó sẽ im lặng hơn, chắc là nó sẽ không thu được tiếng. Thì do là người yêu mình ủng hộ và mình khoảng là tháng vừa rồi mình làm cũng khá là được, đi làm thêm khá là nhiều cho nên mình tiết kiệm được một khoản. Và vừa rồi thì kênh YouTube của mình nó bật kiếm tiền và cũng đã có được một cái số thành quả. Vì thế mình quyết định mình đầu tư mua em này, mình mua cả gói combo của nó luôn, tổng tất cả là 12.600.000 tiền Việt Nam á. Thì mình quyết định đầu tư mua nó và có lý do rất là chính đáng. Tại vì khi mà đi quay ở tại Hàn Quốc như thế này á, người ta rất là ghét quay lén mọi người ạ. Người ta cực kỳ rất ghét quay lén. Vì thế khi mà sử dụng những cái con máy nhỏ như thế này, người ta không có quan tâm cái việc mà mình quay ai nữa. Mình chỉ việc thoải mái mình nói với cái ống kính bé bé như thế này thôi, mình không có quan tâm mọi người nói như thế nào nữa. Thì đấy là một cái điều kiện thuận lợi, có thể ở Việt Nam hoặc là những nước khác thì nó không chỉ là cái chức năng nó là đỡ ngại thôi. Nhưng mà khi mà ở Hàn Quốc này á thì cái điều đấy nó sẽ phát huy cực kỳ tuyệt vời hơn. Đó, đấy là cái điều mà mình chỉ muốn nói như vậy thôi. Và tiếp theo là mình sẽ đi quay. À, và cái còn một điều nữa mình muốn nói là việc mua cái gói combo này á,
nó sẽ tiết kiệm cho bạn khoảng 120 đô. Tại vì mua riêng như thế này, cái mic này có thể giá nó lên tới 100 đô, hoặc là cái lens này thì cái giá của nó phải là 60-70 đô gì đó, mình không nhớ chính xác giá. Đó là lý do mình mua cái gói combo này như thế này. Và nó có cả cái chân máy, rất là nhiều cái phụ kiện thú vị khác nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay tiếp tục những cái khung cảnh phía xung quanh cho mọi người xem cái cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào nhé. Mình sẽ đi, đây là một cái công viên ở ngay gần siêu thị, ở kế bên siêu thị chứ. Đây. Siêu thị có cái gì á thì mình nghĩ là mình không nên quay, tại vì nó, mình nghĩ là sẽ là một cái vlog khác. Hôm nay là mình sẽ đi quay ở ngoài thôi. Đó, rất là tự nhiên luôn. Mọi người đi ngang qua, người ta cũng không care mình quay cái gì. Đây, đây là cái quầy mà mình muốn giới thiệu. Mangwontong Tiramisu. Nghe cái tên là thấy thơm rồi đó. Đây, không khí Giáng sinh xuất hiện. Ok, mình sẽ vào đây mua tiramisu. Annyeonghaseyo. Mangti latte, ice 한 잔 주세요. 네. 네. 네, 괜찮아요. 네, 감사합니다. 네, ở đây có tiramisu, rất là nhiều loại, bánh rất ngon. Ở đây có nhạc, sao bán quyền. Oreo tiramisu, không si là đào tiramisu, con curry, trà này chắc ngon lắm, nốt trà tiramisu này 4.900, blueberry tiramisu, ninjago tiramisu, giá nó cũng tầm khoảng 100.000, 120 đổ lại cũng không đắt lắm. Đi của mình đã ra rồi đây. Cảm ơn mida, sugaseo. Nó vừa mới báo là cái mic. Ok, mình vừa mới ra khỏi quán. À, nó vừa mới báo là cái mic chỉ còn có 25%, cho nên mình cố gắng nói nhanh. Một công một hồi nó sẽ không còn có thể nghe được cái giọng tốt nữa. Nhưng mà cái điều mà gọi là cái điều mà thú vị ở đây á, đây là cái mic nó có 4 hướng. Nó gọi là vậy đó. Thu chế độ gọi là đa hướng, ở đằng trước, đằng sau và hai bên. Vì thế nó sẽ rất là coi như là thu tiếng rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn phải có cái mic này, tại vì dĩ nhiên là có cái mic chuyên dụng mà gần cả 100 đô thì nó sẽ giúp cho cái việc mà thu tiếng tốt hơn nhiều chứ. Mình sẽ ngồi đây, ngồi đây để review cho mọi người cái món này. Đấy, các bạn có thể thấy cái lớp kem của nó rất là dày luôn nhé. Lớp kem nó dày như thế này nè. Ly thiết kế cũng rất là đẹp. Lớp tiramisu ở trên cũng nhiều. Đây, cái case Merry Christmas Merry Tiramisu này, thiết kế rất là đẹp. Đó, những hai nút là có thể quay trước sau rất là dễ dàng luôn đó. Còn khi mà mình không muốn xài nữa thì mình bấm nút này à. Mình sẽ bấm nút này đó, nó sẽ xếp y chang như thế này và mình sẽ cất vào hộp, đơn giản như vậy thôi. Ở Hàn Quốc thì chỉ có đúng một thương hiệu trà sữa duy nhất, đó là Gongcha. Mình thật sự không có sự lựa chọn khác nữa. Mình thèm uống trà sữa nhà làm. Đây là Mega Coffee, cũng là một cái thương hiệu chuỗi nhượng quyền rất là nổi tiếng. Xe hơi ở Hàn Quốc rất là nhiều. Hầu như mọi người không để ý đến cái mình đang cầm cái gì luôn á. Rất là tự nhiên. Người ta
cũng không có quan tâm là mình quay ai, tại vì cái màn hình của nó rất là nhỏ. Ngay cả mình muốn nhìn thấy mình phải dí mắt vào trong màn hình. Sẽ bấm cái nút này để nó quay lại đúng cái mặt mình nha. Đấy, nó follow đúng cái mặt của mình. Tại vì hồi nãy mình để một chế độ khác cho nên nó không có follow đúng cái mặt của mình. Và trước khi kết thúc vlog thì mình nói một vài điều như thế này. Đây là một cái clip mà mình review, không phải là review về cái cách sử dụng của cái con máy này như thế nào, mà mình chỉ nói về những cái lý do mà mình, tại sao mình phải mua nó. Vì cái độ thuận tiện, cái độ tiện lợi của nó, nó giúp cho mình gọi là trở nên tự tin hơn trước ống kính, và mình có thể nói một cách thoải mái hơn. Dĩ nhiên là so với nhiều người khác thì mình nói vẫn chưa thoải mái lắm, nhưng mà nó cũng sẽ dần dần giúp cho mình cải thiện cái khả năng mà ăn nói trước ống kính. Và cái điều tuyệt vời nữa là mình rất là mình có cái thói quen là gọi là vừa đi vừa uống nước. Và cầm cái máy trước thì cái việc mà uống nước cực kỳ khó khăn. Cầm cái máy này thì vừa đi vừa uống nước rất là đơn giản đối với mình luôn. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn cho mình một cái nút like ở phía bên dưới và một cái nút subscribe để đăng ký kênh và để theo dõi những cái vlog tiếp theo của mình trong thời gian tới nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Ok, bye bye.